Lời chứng của Adela Jimen của xứ Panama Thung lũng của tự tử trong địa ngục và Cuộc sống mới của tôi trong đấng Crick Năm 2001 Tôi lớn lên trong một gia đình rắc rối, rối loạn chức năng Tôi đã chứng kiến những trận đánh nhau và gây gỗ về thể xác giữa cha mẹ tôi Năm 13 tuổi, tôi bị cha mình cưỡng hiếp trải nghiệm này rất đau đớn và xót xa đối với tôi tôi vô cùng thắc mắc về tình yêu đích thực của cha mẹ mình và tôi không còn tin vào họ nữa tôi rất thất vọng về bố mẹ mình mẹ tôi biết về vụ hiếp dâm nhưng không báo cáo cha tôi đã bỏ đi và biến mất ông ấy không bao giờ về nhà nữa vì cha mẹ đánh nhau mẹ tôi không đủ khả năng để nuôi tôi Hai người anh trai của tôi đã bỏ nhà ra đi khiến cuộc sống của họ gặp nhiều khó khăn vì họ đã đi làm. 16 tuổi, tôi buộc phải lấy chồng vì không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu tôi không sống với bạn trai của tôi, tôi sẽ chết đói với mẹ tôi. Tôi bỏ mẹ một mình và đến sống với một người đàn ông lớn tuổi. Chúng tôi đánh nhau thường xuyên vì chứng nghiện rượu. Cuộc sống của chúng tôi vẫn bình thường khi không có rượu chúng tôi đã từng tham gia tất cả các loại tiệc. Cuộc sống của tôi thật buồn, không có sự bình yên trong ngôi nhà của tôi. Các con tôi sinh ra đã chứng kiến cuộc đời tôi và chồng tôi bị ném vào vòng quay tội lỗi. Tôi luôn là một người công giáo trung thành. Tôi đã đến thăm các nhà thờ công giáo và cuộc sống của tôi không thay đổi. Tôi đã phủ phục mình trước hình ảnh của Chúa Giêsu và cầu xin Ngài thay đổi cuộc đời tôi cho đến khi tôi quỳ gối cầu nguyện rất nghiêm túc tại nhà trong bếp tôi nói ngày nào tôi cũng đến nhà thờ và phủ phục trước hình ảnh của ngài nếu ngài thực sự tồn tại hãy chứng minh cho tôi thấy rằng ngài có thật nếu ngài không chứng minh cho tôi thấy sự hiện hữu của ngài thì đó sẽ chỉ là hình ảnh của nhà thờ và nó không là gì khác ngoài một bức tượng thạch cao đối với tôi tình hình gia đình tôi trở nên tồi tệ hơn Đứa con gái 14 tuổi của tôi đã trở thành gái mại dâm và bán thân xác của mình với giá rẻ mạt. Và con trai tôi mắc chứng nghiện rượu. Tất cả điều này là do tấm gương trong cuộc sống của tôi và chồng tôi. Ngôi nhà của tôi đã bị diệt vong và gia đình bị phá hủy. Tôi cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống này và quyết định uống rượu thật nhiều trong phòng của mình. Chồng tôi đã đi làm. Và Chúa Giêsu đã không chứng minh cho tôi rằng Ngài hiện hữu vì vậy tôi đã cho cuộc đời mình xuống đáy giếng tôi say khước và đi ngủ tôi cảm thấy khó thở tim đập nhanh và đau đầu dữ dội thung lũng của tự tử tôi đã kêu cứu nhưng không có ai giúp tôi tôi hét lên tên chúa và bị bất tỉnh nói chung không hoạt động tôi nhớ mình đã rơi từ một độ cao lớn tôi đã rơi vào địa ngục tôi chỉ thấy bóng tối và lửa đó là một nơi khủng khiếp mà tôi đã chứng kiến nhiều người được biết đến từ trái đất. Tôi thấy người hàng xóm của tôi là một mục sư, anh ta đã chết với nhiều hối hận về những điều xấu xa mà anh ta đã làm trong quá khứ. Anh ấy không bao giờ khỏi và uống 10 khay thuốc một tuần. Anh ta là một cựu tội phạm, người đã làm tổn hại quá nhiều đến mức lương tâm của anh ta trở nên chai lì. Anh ta không tha thứ cho chính mình và tin rằng Chúa Giêsu chưa bao giờ tha thứ cho tội lỗi của anh ta. Anh ấy đã chết và ở trong địa ngục bên trong một hố lửa. Tôi nhận ra một cậu bé từ con phố của tôi. Anh ấy là một cơ đốc nhân khác bởi vì anh ấy phiền phức. Anh ta bị chậm phát triển trí tuệ, nhưng Đức Chúa Trời đã ban cho anh ta ân điển để hiểu lời nhưng những người trẻ đã đối xử với anh ấy như một người đặc biệt đáng được chăm sóc mặc dù tính khí của anh ấy có phần rắc rối anh không chấp nhận bản thân và muốn trở nên khác biệt anh ta đã dùng dao cắt cổ tay và chảy máu cho đến chết anh ta đang ở trong một phòng giam bị đốt cháy cơ thể của anh ta khiến anh ta phải rên rỉ và la hét tôi gặp một người phụ nữ làm việc cùng tôi trong một cửa hàng giày người phụ nữ này đã hẹn hò với chủ cửa hàng họ đã đính hôn nhưng doanh nhân đã phá vỡ hôn ước với cô người phụ nữ này đã chứng kiến những dự án cuộc đời mình thất bại khi không có anh cô ấy đã treo cổ tự vẫn bằng một sợi dây và khi cô đến địa ngục những con quỷ đã treo cổ cô bằng một cây cung đầy gai cô ấy khóc đến mức nức nở tôi đi qua một phòng giam nơi tôi chứng kiến một người đàn ông giàu có trên trái đất khi còn sống ông đã mua một nhà máy và đầu tư rất nhiều tiền nhà máy của ông bị phá sản anh ta chán nản và tự bắn vào đầu mình anh ta đang ở trong một phòng tra tấn trong địa ngục tôi nhìn thấy một ông già bị nghiền nát bởi những con quỷ khổng lồ chạy trên cơ thể ông ta ông già này là một trưởng lão trong nhà thờ và tự kết án mình vì đã để vợ ông chết trong quá khứ anh ấy đã mang gánh nặng đó trong nhiều thập kỷ và chưa bao giờ giải phóng bản thân khỏi gánh nặng đó. Một ngày nọ, anh ta ném mình khỏi tầng 2 và bị gãy xương khi ngã xuống đất. Tôi cũng đã nhìn thấy anh ấy trong địa ngục. Tôi đi ngang qua một nơi mà tôi nhìn thấy một người đồng tính bị gia đình anh ta từ chối. Anh phải chịu đựng định kiến của xã hội. Và anh ta ném mình trước một chiếc xe hơi những con quỷ với lưỡi dao của chúng đã xé toạt da và bộ phận sinh dục của anh ta họ nói bạn không cần nó bạn chưa bao giờ sử dụng nó điều tương tự cũng xảy ra với những người đồng tính nữ họ tuốt bộ phận sinh dục của mình ra và nói anh đã coi thường nữ tính của mình những con quỷ đã lột sạch chúng từ đầu đến chân và chỉ để lại chúng như những bộ xương tôi đi đến một nơi khác và thấy một người đàn ông đang bốc cháy cơ thể anh cảm thấy như một cục than hồng đang cháy anh bị tật ở một bên tay và không thể làm việc người đàn ông này đã tự sát bằng cách uống thuốc xúc nào khi tôi liên kết các sự kiện tôi nhận ra rằng tất cả mọi người ở đó đã tự sát tôi nhận ra mình đang ở trong thung lũng tự sát những con quỷ đã xẻ thịt của những người ở nơi đó tôi đã nhìn thấy mẹ tôi đau khổ trong địa ngục bà ấy chết vì bệnh sơ gan tôi đã không còn sống với bà ấy nữa. Những con quỷ bà uống hết axit làm vỡ dạ dày. Chúa Giêsu -xu xuất hiện tại địa ngục. Một người da trắng xuất hiện ở nơi đó và những con quỷ chạy trốn khỏi sự hiện diện của Ngài. Ánh hào quang của Ngài lớn đến mức chiếu sáng cả bóng tối của địa ngục. Ngài nhìn tôi và nói, ta có thật, con đã yêu cầu chứng minh sự tồn tại của ta. Ta không phải là hình ảnh điêu khắc đó, ánh sáng của Chúa Giêsu ngày càng yếu đi để tôi có thể nhìn thấy. Ngài nói, hãy theo ta, trước khi trở lại trái đất. Tranh cãi Tôi yêu cầu bạn nói với nhà thờ để tránh xung đột với nhau trong những cuộc thảo luận khó chịu. Anh em phải học cách giải quyết những sự khác biệt và tình huống của đôi bên. Họ phải đi đến một thỏa thuận cá nhân. Những người đi lạc đều tranh cãi họ rơi vào cạm bẫy của ma quỷ biết cách lắng nghe anh trai của bạn trước khi bạn phán xét anh ta và đưa ra quyết định có hại cho anh ta bước vào một cuộc đối thoại hòa bình với tư cách là hai người thánh thiện và đã được cải đạo kết quả của cuộc xung đột là sự hủy diệt sự phẫn quốc sinh ra và hậu quả thật tai hại trước khi xúc phạm anh trai hãy suy nghĩ kỹ Hãy cầu nguyện với Chúa và yêu cầu được làm tan nát trái tim bạn cho đến khi bạn nguội lạnh đầu óc. Đừng có những hành động vô lý như con thú làm hại đồng loại. Những gì đang xảy ra trong các nhà thờ là sự ganh đua, mất đoàn kết và làm biến dạng hình ảnh của người lân cận. Khi rao giảng ai đó không biết cách trình bày tốt thì người ta không thích mà chọn diễn giả mà mình yêu thích. Những người nói đẹp là những người lãnh đạo hội thánh và khi tôi dùng sự khiêm tốn để nói chuyện với nhà thờ anh ta bị khinh thường vì không có địa vị trong nhà thờ và không làm được việc lớn người ta chế giễu những người nhỏ bé và chế giễu những người đi lại với giày rách và áo sơ mi cũ vì họ không có đủ khả năng ăn mặc chỉnh tề cầu nguyện những anh em cầu nguyện và cầu xin điều gì từ ta mà chưa có câu trả lời họ nói rằng ta không thể nghe thấy lời cầu nguyện của họ nếu là người hầu của ta thì tất nhiên là ta nghe hon nhưng họ cần phải có sự kiên nhẫn ta không giống như một hình tượng điêu khắc mà bạn không thể nghe thấy ta buồn về hành vi của hội thánh của ta ta sẽ không nghe những lời cầu nguyện ích kỷ của bạn mà buộc ta phải làm điều gì đó và thực hiện mong muốn của bạn ta muốn những người biết hạ mình xuống và học cách chờ đợi thời điểm thích hợp để nhận được những gì họ yêu cầu miễn là phước lành của bạn không đến ta sẽ thử thách đức tin của bạn. Abraham chờ lời hứa về việc có người thừa kế và vẫn tin vào lời hứa mà ông không thấy. Đức tin của ông đã được đền đáp bởi sự sinh sôi nảy nở của các con cháu. Abraham chết vì tin và được thưởng cho đức tin của mình. Trở lại cuộc sống Ta sẽ cho con thêm một cơ hội, Chúa Giêsu đã đưa tôi ra khỏi địa ngục và đưa tôi về nhà. Tôi đã chết khi tiêu thụ nhiều đồ uống có cồn. Tôi nhớ đến mẹ tôi trong địa ngục và tôi không nghĩ là công bằng khi ở đó, nhưng lời Chúa lên án tất cả những ai không dân mạng sống của mình cho Chúa Giêsu. Chồng đi làm về thấy tôi xanh xao, cả nhà rối tung lên. Tôi chưa bao giờ ra khỏi nhà trong tình trạng đó. Chồng tôi thấy tình cảnh đó liền hỏi tôi có sao không? Tôi không nói gì về sự xuất hồn của mình. Anh ấy nhận ra tôi sợ hãi và khác lạ tôi rất buồn và thất vọng khi nhìn thấy mẹ tôi trong địa ngục và không đến nhà thờ cảnh báo từ thiên sứ có đêm tôi thức trắng và chồng tôi đã đi ngủ một thiên thần hiện ra với tôi và nói vì mẹ bạn bạn không đi nhà thờ và bạn nản lòng bà ấy đã chọn con đường hủy diệt bạn sẽ không theo chúa giê xu vì bà ấy đã xuống địa ngục một cơ hội mới đã được ban cho đối với bạn đừng vứt bỏ cơ hội của bạn để phục vụ Chúa Giêsu. Bạn sẽ không được coi là điều hiển nhiên cho đến ngày hôm nay. Hãy nhớ rằng bạn đã chết trong tình trạng say xỉn mà không biết lời Chúa và xuống địa ngục để được Đức Chúa Trời của bạn giải cứu. Nếu bạn không trở về lại con đường của Chúa Giêsu, ngày của bạn trên trái đất sẽ bị cắt ngắn lai giáp bạn sẽ không có sơ hội như thế nữa lần thứ hai, thiên thần của trách tôi và biến mất. Ngày hôm sau tôi đến thăm một nhà thờ tinh lành. Khi mục sư kêu gọi trước tòa giảng để chấp nhận Chúa Giêsu trong nhà thờ, tôi đã giơ tay và đi đến trước tòa giảng để dâng cuộc đời tôi cho Chúa Giêsu. Người chăn cừu cầu nguyện cho tôi và tôi tham gia cùng anh ta. Chồng tôi không theo đạo Chúa không thích cuộc sống mới này. Tôi không đi nhậu với anh nữa. Anh ta bắt đầu bắt bớ và làm nhục tôi. Ngày nào anh ấy cũng tranh cãi với tôi hai con trai của tôi đã đi theo con đường của anh ấy một ngày nọ chồng tôi về nhà trong tình trạng say rượu và hành hung tôi để lại vết hằn trên mặt tôi tôi thu dọn quần áo và đến một chị của nhà thờ người đã ủng hộ tôi ngày nào anh ta cũng xuất hiện trước cửa nhà chị gái đón tôi và đe dọa hai chúng tôi cô ấy là một phụ nữ độc thân và chỉ hỗ trợ tôi ở lại nhà của cô ấy vì công ty của tôi cuối cùng tôi lại khiến cô ấy dính líu đến những vấn đề của tôi và chồng tôi cũng tức giận với cô ấy satan đã cố gắng giết chết lực lượng tâm linh của tôi bắn phá tâm trí tôi bằng những suy nghĩ tiêu cực tôi cảm thấy tuyệt vọng chán nản và những vấn đề của tôi thậm chí còn khiến tôi xa rời sự hiện diện của chúa mặc dù tôi đang ở trong nhà thờ mỗi ngày tôi yếu đuối và tôi không còn cầu nguyện ngay lúc tôi nghĩ đến việc từ bỏ việc hầu việc chúa Tôi đã chán nản rồi, nhưng tôi nhớ đến lời cảnh báo từ thiên thần đã nói với tôi rằng đừng bỏ cuộc. Tôi bị bầm tím và bị thương. Tôi đã khóc và khóc dưới chân Chúa Giêsu. Những người đàn ông độc thân từ nhà thờ của tôi đã lợi dụng tình hình này và muốn có một cam kết nghiêm túc để kết hôn với tôi. Một trong số họ nói rằng tôi không xứng đáng để một người đàn ông như thế được hạnh phúc và sẽ phải sắp xếp lại cuộc hôn nhân với một người đàn ông của Chúa không có gì cấm tôi kết hôn với một tôi tớ của đức chúa trời vì tôi không được kết hôn hợp pháp tôi chỉ sống với cha của các con tôi tôi đã suy nghĩ rất lâu và khó về việc sống với một người đàn ông của đức chúa trời và kết hôn để thực hiện công việc vào ban đêm cùng một thiên sứ hiện ra với tôi và nói đừng kết hôn với người khác đức chúa trời sẽ làm việc lớn trong đời sống của chồng bạn và cho nhiều người chế nhạo bạn rằng ngài là đức chúa trời của bạn thiên thần biến mất nhưng một sự sức giàu mạnh mẽ vẫn ở trong phòng tôi. Trước đây tôi không đủ sức để cầu nguyện giữa quá nhiều áp lực tâm lý từ chồng. Tôi bắt đầu tôn thờ Chúa Giêsu trong những ngày tôi gặp khó khăn, điều đó làm tôi yếu đi và khiến tôi quay lưng lại với Đức Chúa Trời. Giờ đây, những khó khăn đã đưa tôi đến gần hơn với sự hiện diện của Chúa. Phương châm của tôi là quỳ trên sàn và giành chiến thắng trong trận chiến tâm linh với hai tay nhấc lên người chồng hối hận của tôi đã có mặt ở cổng nhà của chị này và xin tôi tha thứ cho anh ta anh ấy hỏi tôi có muốn trở về lại nhà không anh ấy nói lũ trẻ của chúng tôi rất nhớ nhà tôi đã miễn cưỡng quay trở lại tôi sợ rằng đó là một cái bẫy để anh ta giết tôi đức chúa trời dùng một tôi tớ của hội thánh và nói hỡi tôi tớ của ta hãy đi đừng sợ ta ở cùng ngươi và đã làm xong việc trong lòng rồi hãy trở về nhà mình Tôi đã quay lại và làm hòa với chồng. Anh ấy đã ngừng uống rượu và bắt đầu đi nhà thờ với tôi. Tôi không chấp nhận bị khuất phục bởi ma quỷ và tôi đã chiến đấu vì sự cứu rỗi của gia đình mình cho đến khi chồng tôi đầu hàng Chúa Giêsu. Tôi thấy một con chim bồ câu trắng đậu trên đầu anh ta. Hôm đó anh ta nói tiếng lạ. Chúng tôi kết hôn theo luật dân sự và nhà thờ nên chúng tôi sẽ không ngoại tình. Bây giờ vợ chồng tôi đang đấu tranh cho việc chuyển đổi của con cái của chúng tôi. Họ đã gây hấn với cha mẹ của họ và chúng tôi đã phải chịu đựng rất nhiều từ họ. Satan rất tức giận vì đã đánh mất chúng tôi và bắt đầu lợi dụng con cái của chúng tôi. Các con chúng tôi đã bán tài sản của chúng tôi để hỗ trợ những cơn nghiện của họ. Tôi đã nói sẽ không đánh con tôi, tôi sẽ không cãi lời, cuộc chiến của tôi là chống lại những con quỷ đang xúi dục chúng phạm tội. Tôi không phàn nàn gì, vợ chồng tôi cầu nguyện cho cuộc sống của các con. Nhiều tháng sau, con trai tôi bắt đầu đi nhà thờ và thoát khỏi chứng nghiện ngập. Nó đã quyết định phục vụ Chúa Giêsu và chịu phép bác tên. Con gái tôi thậm chí đã trở thành một cơ đốc nhân, nhưng nó không từ bỏ nghề mại dâm. Cho đến một ngày cả nhà thờ cất tiếng khóc cho sự ra đời của cô. Con quỷ mại dâm hiện nguyên hình và bị đuổi khỏi cô. Kể từ thời điểm đó, cả nhà tôi bắt đầu hầu việc chúa nhà tôi đã có hòa bình chúa đang ngự ở đó các con tôi đã kết hôn với dân sự của đức chúa trời và đi ra khỏi nhà chúng tôi tôi đang đi bộ xuống đại lộ và thấy cha tôi đang đi dạo chơi trên đường phố sống như những người vô gia cư anh ta để râu hôi hám và đau khổ rất nhiều tôi vẫn cảm thấy ông ấy bị tổn thương khi bị lạm dụng kinh nghiệm đau thương về việc bị hiếp dâm khiến tôi sợ đàn ông tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trong những năm đầu tiên sống với chồng tôi nhìn thấy bố trong hoàn cảnh ấy và cả không nhà cửa mà tim tôi như ngừng đập tôi mừng vì anh ấy còn sống và tôi đã mất mẹ tôi đến gần ông ấy và nói cha nhớ con không ông ấy gần như không nhớ tôi và nói con gái tôi đã là phụ nữ rồi ông xin tôi tha thứ và nói rằng ông đã làm khổ mẹ con tôi tôi đã tha thứ cho anh ấy và gọi ông ấy về sống ở nhà cha tôi nhìn tôi và nói rằng ông ấy xứng đáng phải lãnh những hậu quả để trải qua điều đó vì đã phá hủy gia đình tôi tôi trở về nhà và nói với chồng rằng tôi đã tìm thấy cha mình ban đêm tôi mơ thấy một người đâm cha tôi và linh hồn ông ấy bị giáng xuống địa ngục tôi sợ hãi tỉnh dậy và kể lại giấc mơ cho chồng tôi anh ấy nói rằng tôi chỉ có bố tôi và tôi không thể mất ông ấy kể từ khi mẹ tôi mất anh ấy nói rằng chúa đã cho tôi một cơ hội để được hạnh phúc với gia đình của mình và rằng cha tôi không thể chết nếu không có sự cứu rỗi như mẹ tôi chồng tôi biết sự xuất hồn của tôi tôi đợi anh ấy chuyển đổi để nói chuyện vì khi tôi ở trên thế giới tôi sẽ không bao giờ hiểu và tự gọi mình là người điên tôi đã nói với bạn về lời chứng của tôi trong nhà thờ Tôi đã đưa bố tôi về sống tại quê nhà. Ông ấy đi tắm và cạo râu và chồng tôi mua quần áo mới cho ông. Chúng tôi cung cấp tình yêu và sự hỗ trợ của chúng tôi. Lời chứng của tôi khiến cha tôi tin rằng Chúa Giêsu thay đổi cuộc đời. Ông ấy đã cải đạo nhờ sự thay đổi của tôi và bắt đầu tụ tập trong nhà thờ của chúng tôi. Cho đến một ngày, ông ngủ và không tỉnh dậy nữa. Ông ấy đã bình an và rất biết ơn những gì chúng tôi đã làm cho ông. Nhà thờ đã tham dự lễ tang của ông. Bố tôi sống với chúng tôi được 4 tháng. Tôi đã có một giấc mơ sau khi tôi trở về nhà từ đám tang vào ban đêm. Thiên thần đã giáng trần và quy tụ linh hồn của cha tôi. Họ leo lên bầu trời trên một con đường cỏ xanh. Tôi nói với chồng tôi về giấc mơ. Chúng tôi khóc vì vui sướng, nó an ủi trái tim chúng tôi. Anh chị em thân mến, hãy làm gương sáng cho gia đình, xây dựng con cái mình để phụng sự Đức Chúa Trời để chúng không vượt qua thử thách với chúng. Nếu không làm gương cho các con em, các em sẽ học sai và các em sẽ đưa ra các vấn đề. Nhiều phụ nữ cơ đốc sống trong khu phố của tôi đã không chịu đựng thử thách gia đình và đi chệch hướng. Hãy học cách tha thứ cho những người đã làm tổn thương bạn, cũng như tôi đã tha thứ cho cha mình. TV chúa đã cho tôi một tiết lộ về sự tàn phá của các ngôi nhà thông qua truyền hình chúa giê xu nói với tôi có nhiều ngôi nhà của cơ đốc nhân đã bị phá hủy vì tivi nó đã ảnh hưởng đến các gia đình thực hành điều ác truyền hình đã làm suy yếu lời cầu nguyện của nhiều cơ đốc nhân tiếng kêu của họ không còn sức lay chuyển bàn tay ta những người chăn cừu đã để cho truyền hình mở ra tính hợp pháp cho ma quỷ vào nhà của họ đó là lý do tại sao những đứa con của họ nghiện ma túy và người vợ của họ bị mê hoặc bởi những vở opera xà phòng đã bỏ chồng. Bao nhiêu người đã phải trả giá đắt để có được một chiếc tivi? Trong nhà. Tôi được mời nói về chứng ngôn của mình trong một nhà thờ. Tôi đã kết thúc việc dậy muộn và bỏ lỡ chuyến xe buýt. Tôi rất buồn về việc đến nhà thờ muộn. Nhưng ngày hôm sau, Tôi biết rằng chiếc xe buýt tôi sẽ đi đã va phải một chiếc xe khác và nhiều hành khách đã thiệt mạng. Vinh quang Đức Chúa Trời đã giải cứu chúng ta khỏi những điều sai trái bởi vì Đức Chúa Trời biết điều gì sẽ xảy ra. Ngài là đấng biết trước tương lai. Ngài là đấng toàn trí. Tôi muốn để lại sự bình an của Chúa Giê-xuất cho tất cả những ai nghe lời chứng này. AMEN HTTPS